Những ngày qua, mưa lớn đã gây sạt lở nhiều nơi ở tỉnh Bình Định. Hiện địa phương đang tập trung khắc phục sạt lở và đồng thời triển khai các phương án ứng phó với mưa lớn. Đây là hiện trạng vụ sạt lở xảy ra tại tuyến đường liên xã từ khu kinh tế Nhân Hội và xã Nhân Hải của thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đất đá từ trên núi cao đổ tràn xuống đường với khối lượng lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao. Mưa lớn kéo dài nên tình trạng sạt lở tại khu vực này vẫn có thể tái diễn. Giờ thấy sạt lở có phần nguy hiểm. Giờ yêu cầu là các cấp chính quyền địa phương, các ngành chức năng có biện pháp nào là coi như làm ta ly sao cho nó an toàn. Điểm sạt lở này nằm trên tuyến đường Nhân Hội - Nhân Hải do công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Long đang thi công sửa chữa nâng cấp. Sau khi sự cố xảy ra, đơn vị cũng đã triển khai các phương án khắc phục tạm thời, giăng dây, cắm biển cảnh báo để người dân chú ý đề phòng. Chúng tôi cũng bố trí đối với thiết bị máy móc thì là bố trí thường xuyên đây đối với những vị trí mà có nguy cơ sạt lở thì chúng tôi cũng có là đổ các cái phần đất đá phần cát để mà ngăn chặn các cái việc mà đá nó lăn nó rơi. Và bên cạnh đó thì cũng là cái việc quan trọng nhất đó là bố trí đầy đủ các cái hệ thống cảnh báo an toàn giao thông. Ủy ban nhân xã cũng đã làm việc với nhà đầu tư đồng thời là ngăn chặn cái cảnh báo cái vùng cấm để mà bà con nhân dân biết để mà tránh né để bảo đảm an toàn. Thì bên cạnh đó thì địa phương muốn làm việc nhà đầu tư là sớm khắc phục và đồng thời hoàn thiện các cái hạng mục công trình còn lại để đảm bảo cái tuyến đường phục vụ cho bà con nhân dân, đặc biệt là trong mùa mưa bão sắp đến. Còn đây là một điểm sạt lở tại khu vực 3, phường Gành Giáng, thành phố Quy Nhơn. Hàng chục mét khối đất đá đổ tràn xuống chiếm hết lòng đường. Trên đỉnh núi hiện còn một tảng đá to hàng trăm tấn có khả năng lăn xuống bất cứ lúc nào nên người dân hết sức lo lắng. Theo báo cáo, từ nay đến ngày 15 tháng 10, trên địa bàn tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục có đợt mưa lớn, nguy cơ xảy ra sạt lở núi, lũ quét là rất cao. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai ngày 13 tháng 10 và Ngày ASEAN về Quản lý thiên tai, tối qua tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai phối hợp với các đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai tổ chức chương trình gala với chủ đề Thanh niên hỗ trợ cộng đồng giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Chương trình năm nay với chủ đề Thanh niên hỗ trợ cộng đồng giảm nhẹ rủi ro thiên tai nhằm tôn vinh sự nỗ lực của thanh niên với cộng đồng, đồng thời kêu gọi các thanh niên tiếp tục giữ vai trò thắp lửa và lan tỏa tinh thần vì một cộng đồng an toàn hơn trước thiên tai. Tôi nghĩ rằng đây là hoạt động hết sức hiệu quả trong việc tăng cường nhận thức của giới trẻ về vấn đề phòng chống thiên tai. Bên cạnh đó thì giới trẻ cũng sẽ là những lãnh đạo trong tương lai và hiện công tác phòng chống thiên tai đang rất cần cái sức lực của các bạn trẻ. Các đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai đã đánh giá cao Việt Nam trong công tác phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2022. Sở dĩ có được điều đó là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ và các hành động, các sáng kiến của các địa phương và cộng đồng. Trong đó, thành tựu nổi bật nhất là việc cải thiện cơ chế chính sách và thể chế liên quan đến công tác phòng chống và ứng phó với thiên tai.